Xin chào tất cả các bạn, tôi là Thành An, giám đốc công ty du lịch Thiện Tâm. Và đây bên cạnh tôi là anh Hiếu, một chuyên gia về lĩnh vực yoga. Chúng tôi đang ở cái làng, một ngôi làng ở chân núi của dãy Himalaya. Quý vị các bạn biết rằng là yoga khởi nguồn từ các cái đạo sĩ ẩn cư ở chân núi Himalaya. Và các ngài đã sáng tạo ra cái môn yoga đặc biệt để mang lại cái sức khỏe cho cộng đồng và cho toàn thế giới cho đến nay. Và yoga đã được tập gần như là khắp nơi trên thế giới. Và một trong các thương hiệu nổi tiếng nhất của Việt Nam hiện nay là Nula Thái, yoga Nula Thái. Và đây là anh Hiếu, là chủ của các cái của thương hiệu Nula Thái. Chúng tôi có cái dịp đứng đây và hôm nay là một cái ngày đặc biệt, và tôi muốn là các bạn sẽ được chứng kiến là anh Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài tập ngắn tại đúng cái nơi đúng cái chân núi Himalaya, nơi mà gần gũi với các bậc hiền nhân, nơi mà gần gũi với các bậc ẩn cư đã sáng tạo ra yoga khi xưa. Xin mời các bạn cùng xem anh cái bài tập của anh Hiếu nhá. Rồi. Namaste. Xin chào các bạn, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Hiếu và hiện tại thì mình cùng với cả cô Nula Thái đang là chủ của chuỗi hệ thống yoga Nula Thái. Hiện tại mình đang có gần 20 cơ sở toàn quốc. Và ngày hôm nay cũng là một cái duyên rất đặc biệt là Hiếu cùng với cả anh An, du lịch giám đốc công ty du lịch Thiện Tâm đã có mặt ở chân núi Himalaya, một trong những cái nơi mà vô cùng đẹp và một trong những nơi mà có thể linh thiêng nhất về Phật giáo. Và ngày hôm nay thì cũng rất là vui được chia sẻ với các bạn một chút những cái bài tập ngắn gọn của yoga. Và Hiếu hy vọng là thời gian tới thì yoga Nula Thái cùng với cả công ty du lịch Thiên Tâm sẽ tổ chức những cái chương trình chuyên về yoga ở tại nơi này. Cảm ơn các bạn. Xin mời anh. Đúng rồi.